Dạ, xin kính chào quý thầy cô cùng toàn thể quý đồng nghiệp. Em là bác sĩ Phan Hoàng Phương Khanh, đang công tác tại Bệnh viện Chuyên khoa Ngoại thần kinh quốc tế. Trong hội nghị hôm nay thì em xin phép sẽ được trình bày một cái thể bệnh mà chúng ta sẽ khả năng là sẽ ít quan tâm, bởi vì những cái di chứng của nó sẽ không có nặng nề như là những cái tổn thương vận động. Đây là một thể bệnh tổn thương dây thần kinh cảm giác. Thông qua việc mô tả một số trường hợp lâm sàng cụ thể. Bệnh đa dây thần kinh cảm giác là một thể bệnh do tổn thương những sợi thần kinh cảm giác, bao gồm những sợi lớn có myelin và những sợi nhỏ có lớp myelin mỏng, hoặc là những sợi C không có myelin. Những tổn thương thần kinh cảm giác đơn thuần cũng có thể gặp ở những vị trí tổn thương khác, như là ở hạch rễ sau, hay là ở cột sau tủy sống, hay là những tế bào thần kinh thứ ba ở vùng đồi thị, hay là một vị trí khác ở thần kinh trung ương. Những triệu chứng của thần kinh cảm giác thường sẽ rất là mơ hồ, cho nên đôi lúc chúng ta sẽ rất là khó để mà nhận biết đó là bệnh lý hay là một hội chứng rối loạn lo âu hay là chứng đau cơ sợi. Chính vì vậy, khi bệnh nhân đến với chúng ta với than phiền về cảm giác thì việc thăm khám lâm sàng là rất quan trọng, sẽ giúp chúng ta phát hiện được những dấu hiệu thần kinh cảm giác ở tổn thương sợi lớn, sợi nhỏ hay là sợi thần kinh vận động, để từ đó chúng ta sẽ nhanh chóng chẩn đoán được các thể bệnh, lựa chọn những điều trị phù hợp và tránh những hậu quả cũng như những biến chứng muộn mà thể bệnh thần kinh cảm giác có thể gây ra. Để tiếp cận thì chúng ta có những công cụ hỗ trợ cho chẩn đoán khá là tốt. Trong đó thì đo dẫn truyền thần kinh là một công cụ rất là phổ biến và hữu ích, bởi vì sẽ giúp chúng ta xác định được là người bệnh có tổn thương sợi thần kinh lớn. Ngoài ra, để khảo sát những tổn thương sợi nhỏ thì vai trò của siêu âm thần kinh cũng đang được nghiên cứu khá nhiều. Đồng thời, những cận lâm sàng này với độ đặc hiệu cũng như là độ nhạy khá là cao sẽ giúp chúng ta khảo sát được các tổn thương sợi nhỏ rất là tốt. Tuy nhiên, những cận lâm sàng này có kỹ thuật cũng như là trang thiết bị rất là hiện đại và mắc tiền, cho nên việc phổ biến vẫn là những khó khăn mà chúng ta phải cố gắng mới thực hiện được. Để tiếp cận về chẩn đoán một cách đúng đắn nhất thì chúng ta nên tìm hiểu những nhóm nguyên nhân thường gặp của từng thể bệnh. Đây là những nguyên nhân thường gặp của thể bệnh thần kinh sợi nhỏ. Và những nhóm nguyên nhân thường gặp khi bệnh nhân đến với chúng ta với những tổn thương sợi lớn gây triệu chứng thất điều cảm giác, có thể tổn thương ở dây, ở rễ, ở cột sau tủy sống hay là ở hạch thần kinh cảm giác. Và tiếp theo chúng ta sẽ mô tả cụ thể từng trường hợp lâm sàng để hiểu rõ hơn về thể bệnh này. Trường hợp thứ nhất là một bệnh nhân nữ 47 tuổi, bệnh nhân tê hai bàn chân khoảng 3 năm nay. Từ 3 tháng trước thì bệnh nhân đã tê tăng lên và lan đến đầu gối. Bệnh nhân không có đau, không có tê tay và không yếu tay chân. Bệnh nhân có tiền sử rối loạn lipid máu. Bệnh nhân được thăm khám thì ghi nhận có giảm cảm giác nhận biết vật lạnh, có giảm cảm giác sờ nông ở hai bàn chân, cảm giác rung vỏ xương thì có giảm bên trái so với bên phải, tuy nhiên sự chênh lệch thì cũng không rõ ràng. Bệnh nhân được khảo sát dẫn truyền thần kinh thì ghi nhận có giảm biên độ dây thần kinh cảm giác dây bắp chân hai bên và dây mác nông ở bên trái. Như vậy, khi tiếp cận bệnh nhân thì ta thấy rằng bệnh nhân có triệu chứng cũng như là dấu hiệu tổn thương thần kinh cảm giác đối xứng ngọn chi và có tiêu chuẩn của đo dẫn truyền vận động phù hợp để chúng ta chẩn đoán đây là một thể bệnh đa dây thần kinh đối xứng ngọn chi. Đây là các nguyên nhân mà chúng ta có thể gặp đối với thể bệnh này. Khi mà tiếp cận bệnh nhân này với một triệu chứng giảm cảm giác đối xứng ngọn chi, có đo dẫn truyền thần kinh bất thường, thì chúng ta sẽ làm một số những cận lâm sàng và kết quả trên bệnh nhân của chúng tôi là bình thường, cả định lượng vitamin B12 cũng như một số xét nghiệm miễn dịch, đường huyết lúc đói của bệnh nhân là cho chỉ số bình thường. Lúc này thì một xét nghiệm mà chúng ta phải cân nhắc, phải thực hiện thêm cho người bệnh, đó chính là test dung nạp gluco. Thì bệnh nhân này được uống 75 gram đường và 2 giờ sau chúng ta xét nghiệm đường huyết thì ghi nhận có hiện tượng rối loạn dung nạp gluco theo tiêu chuẩn ADA 2021. Như vậy, đây là một trường hợp bệnh nhân bệnh đa dây thần kinh đối xứng ngọn chi trên tình trạng rối loạn dung nạp gluco tiền đái tháo đường. Bệnh nhân được tư vấn
tập thể dục đều đặn, thay đổi chế độ ăn và liên hệ lại bệnh nhân sau 10 tháng thì ghi nhận triệu chứng tê ở cẳng chân đã không còn. Bệnh nhân được khám các cảm giác nhiệt ở bàn chân thì cho cảm giác bình thường. Như vậy chúng ta thấy rằng có tổn thương sợi nhỏ trên bệnh nhân này đã có sự hồi phục. Tuy nhiên đo dẫn truyền thần kinh thì những tổn thương sợi lớn vẫn chưa thấy sự tiến triển cũng như là cũng chưa thấy sự hồi phục rõ ràng. Trường hợp này thì chúng tôi vẫn hướng đến chẩn đoán như ban đầu, đó là một trường hợp bệnh đa dây thần kinh đối xứng ngọn chi, rối loạn dung nạp gluco. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi cả lâm sàng cũng như cận lâm sàng của người bệnh chặt chẽ để nhanh chóng phát hiện những nguyên nhân khác nếu như chúng ta có thể bỏ sót. Đây là một nghiên cứu của các tác giả đã được công bố vào năm 2006 cho thấy rằng việc điều trị can thiệp lối sống đã giúp cải thiện được tình trạng của bệnh thần kinh sợi nhỏ. Bằng chứng là bệnh nhân này, hình A, B là ở bệnh nhân thứ nhất, sau một năm được điều trị can thiệp lối sống thì chúng ta sẽ thấy những cái sợi thần kinh nhỏ đã tăng lên, lúc đầu là 8, lúc sau đã tăng lên thành là 15 sợi trong 1 mm. Ở bệnh nhân thứ hai, lúc đầu trước khi điều trị thì hầu như chúng ta không nhìn thấy một sợi nhỏ nào, và sau một năm thì chúng ta đã thấy những sợi nhỏ với mật độ tầm khoảng 4 sợi trên 1 mm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với trường hợp thứ hai. Đây là một bệnh nhân nữ 29 tuổi. Cách 2 năm thì bệnh nhân tê bàn tay phải, sau đó lan cả tay phải. 2 tháng sau thì bệnh nhân tê chân phải, lan đùi, bụng và lưng phải. Tê nhất nhiều vào ban đêm. Bệnh nhân không cầm đũa, không cầm viết được. Và đi thì thường sẽ bị rớt dép ở bên phải. 6 tháng nay thì mắt trái bệnh nhân bị nhòe, rát, chảy nước mắt. Thỉnh thoảng thì có chát và khó chịu ở trong miệng. Bệnh nhân thấy căng cứng các khớp tay chân bên phải. Bệnh nhân được thăm khám lâm sàng thì nghiệm pháp ngón tay chỉ mũi không có rối tầm. Tuy nhiên tay phải bệnh nhân vụng về khi thực hiện những nghiệm pháp, động tác tinh vi. Thăm khám thì có giảm phản xạ bên phải, có giảm cảm giác sờ nông bên phải, định vị ngón sai tay chân bên phải, cảm giác rung vỏ xương mất ở bên phải. Bệnh nhân được khám về đồng tử thì ghi nhận đồng tử bên trái giãn, mất phản xạ ánh sáng, đồng tử bên phải thì có phản xạ ánh sáng bình thường. Bệnh nhân vận nhãn các hướng rất tốt, được làm skimmer test thì ghi nhận có giảm tiết nước mắt ở mắt trái với độ thấm của tờ giấy là dưới 5 mm sau 5 phút làm test. Bệnh nhân được khảo sát dẫn truyền thần kinh thì ghi nhận mất đáp ứng các dây thần kinh cảm giác bên phải cả tay và chân, không có bất thường trên thần kinh vận động, không có block dẫn truyền thần kinh. Bệnh nhân được làm điện thế gợi cảm giác thì mất sóng đáp ứng tay chân bên phải. Test thần kinh thực vật thì trong giới hạn bình thường. Tiếp cận bệnh nhân này theo bản tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh hạch thần kinh cảm giác dựa vào triệu chứng lâm sàng với mất cảm giác bất đối xứng với triệu chứng của đo dẫn truyền thần kinh với triệu chứng bất thường của cảm giác và không có bất thường vận động phù hợp với B, D và E trong tiêu chuẩn thì chúng ta thấy rằng điểm tổng điểm của bệnh nhân là 7,6. Bệnh nhân không có block dẫn truyền, không có hiện tượng huyết tán theo thời gian cho nên được chẩn đoán là probable, tức là rất có thể bệnh hạch thần kinh cảm giác. Chúng ta tiếp cận trường hợp một bệnh hạch thần kinh cảm giác với không có những tiền sử sử dụng thuốc hay là tiền sử liên quan đến bệnh lý ác tính. Bệnh nhân được khảo sát các cận lâm sàng MRI não, cổ, thắt ngực, thắt lưng bình thường, CT ngực bụng bình thường. Bệnh nhân được làm các xét nghiệm sinh hóa bình thường và các bộ kháng thể của bệnh nhân thì chỉ ghi nhận được là kháng thể kháng nhân dương tính, trong khi những kháng thể khác như là anti-SSA, anti-SSB hay là anti-dsDNA đều âm tính. Điều này rất khó để chúng ta kết luận đây là một hội chứng bệnh lý miễn dịch nào. Tuy nhiên trên bệnh nhân này thì chúng ta lại có thêm các triệu chứng Sitka khá là rõ với khô mắt, skimmer test dương tính, khô miệng và đồng tử ID, tức là đồng tử trương lực, không mất phản xạ ánh sáng và không có liệt dây ba. Bệnh nhân này được tầm soát các yếu tố của viêm nhiễm cũng bình thường, không ghi nhận những tình trạng viêm nhiễm virus gây ra tổn thương hạch thần kinh. Chính vì vậy mà hướng chẩn đoán của chúng tôi nghĩ nhiều đó là bệnh hạch thần kinh cảm giác trong hội chứng Sjögren. Bệnh nhân của chúng tôi được điều trị steroid và sau một tháng thì bệnh nhân giảm tê nhức bàn tay phải, bớt vụng về, giảm khô mắt. Tuy nhiên triệu chứng căng cứng các khớp thì vẫn còn. Trường hợp cuối cùng, đây là một bệnh nhân nam 53 tuổi. Bệnh nhân được
thang, tê tay chân, cảm giác da căng cứng được chẩn đoán là CIDP và điều trị steroid, tuy nhiên không thấy cải thiện. Khi đến khám với chúng tôi thì bệnh nhân tê bàn chân căng nặng như mang vớ, đêm thì bứt rứt khó ngủ, cảm giác đi không vững, các ngón tay tê ít và không có bị run. Bệnh nhân được khám cảm giác thì ghi nhận có giảm cảm giác sờ nông ở bàn tay, định vị ngón sai, run mâm thoa mà cảm giác run vỏ xương bình thường. Và một dấu khá là điển hình trên bệnh nhân đó là dấu Romber test dương tính, tức là bệnh nhân không thể đứng vững khi mà đứng chậm chân và nhắm mắt. Đây là một dấu khá đặc hiệu của thất điều cảm giác sâu. Bệnh nhân được đo dẫn truyền thần kinh thì ghi nhận có kéo dài thời gian tiềm vận động và cảm giác ở một số dây thần kinh, biên độ vận động bình thường, tốc độ dẫn truyền vận động bình thường. Bệnh nhân có một dấu khá là điển hình đó là chỉ số internal latency index giảm dưới 0,25 ở cả ba dây thần kinh. Chỉ số này được tính là bằng hiệu số thương số giữa khoảng cách dẫn truyền thần kinh đoạn ngọn chi chia cho tích của tốc độ dẫn truyền nhân cho thời gian tiềm ngoại vi, chứng tỏ rằng sự giảm chỉ số này chứng tỏ rằng bệnh nhân có hiện tượng hủy myelin ở ngọn chi trong khi không có hiện tượng block dẫn truyền. Và để tiếp cận trường hợp bệnh nhân có thất điều cảm giác bán cấp với điện cơ ghi nhận hủy myelin mà không có block dẫn truyền vận động thì hướng chẩn đoán chúng tôi nghĩ đến nhiều đó là bệnh thần kinh hủy myelin đối xứng ngọn chi mắc phải với hai nguyên nhân thường gặp đó là bệnh gamma đơn dòng và bệnh thần kinh liên quan kháng thể anti-MAP. Bệnh nhân cũng được tầm soát các xét nghiệm miễn dịch và ghi nhận kháng thể anti-MAP tăng với hiệu giá rất cao tới 64.958. Để chẩn đoán bệnh đa dây thần kinh liên quan anti-MAP thì chúng ta có thể tham khảo bảng thang điểm hỗ trợ chẩn đoán này để giúp chúng ta hỗ trợ là đây là bệnh liên quan anti-MAP hay là CIDP có kháng thể anti-MAP dương tính. Thì trên bệnh nhân này, thang điểm trên lâm sàng cũng như điện sinh lý là 4 điểm phù hợp để chẩn đoán là bệnh thần kinh liên quan kháng thể anti-MAP. Trường hợp này chúng tôi điều trị cho bệnh nhân rituximab và đã cho sự cải thiện rõ sau lần thứ 5 truyền rituximab. Bệnh nhân đã định vị ngón chính xác, đã không còn than cái cảm giác bứt rứt vào ban đêm, giảm tê tay chân. Để điều trị bệnh đa dây thần kinh liên quan anti-MAP thì rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng corticoid và các thuốc ức chế miễn dịch hiệu quả khá là hạn chế. IVIG thay huyết tương thì hiệu quả thay đổi và cần có sự điều trị lặp lại. Tuy nhiên, rituximab thì lại cho thấy hiệu quả cao và được coi là một lựa chọn hàng đầu. Phối hợp rituximab với các trị liệu miễn dịch khác cũng là một lựa chọn cần được cân nhắc trong những trường hợp nặng bệnh lý tiến triển. Và các nghiên cứu về các chất ức chế bổ thể hay là liệu pháp tế bào B khác cũng đang được tiến hành. Như vậy, đối với bệnh nhân đến với chúng ta than phiền các triệu chứng về cảm giác thì chúng ta cần thăm khám lâm sàng kỹ càng để đưa ra những quyết định cận lâm sàng phù hợp, chẩn đoán được thể bệnh thần kinh cảm giác tổn thương ở vị trí nào để định hướng chẩn đoán nguyên nhân. Từ đó chúng ta sẽ có được những điều trị triệu chứng cũng như là điều trị theo nguyên nhân phù hợp cho từng bệnh nhân. Em xin cảm ơn quý thầy cô và đồng nghiệp đã theo dõi ạ.